Thank you.
quản lý về đi em. Hà xong chưa hả? Ý là Hà bao lâu nữa xong? Sạc kia từ dưỡng không thấy đâu nhỉ? Và đời nhỉ? Sạc nó rồi đóng tiền nó. Chắc thì kiểu mày ấy. Chắc khách ốp à. Mà răng mà ai ai lấy? Có ai lấy không? Không tìm đấy đấy thì mới thấy. Ý là có ai đụng vô cái cục sạc đó không? Hỏi thử. Không ai đụng vô mà mắt rồi ta mà coi camera ta, để chị hỏi. Chị hỏi xong đã. Để rồi chị coi lại camera thử. Ta mà đi mà ta đăng lên trên nó luôn. Ai mà vô bơ lên. Cục sạc nó cục sạc của máy mà nó có đụng vô. Cái góc nó hình như camera không thấy được nó đau. Góc nào chị? Góc nó cục sạc. Không thấy được à? Hình như... Nhưng mà ý là hôm, buổi sáng thấy, mà buổi trưa không thấy à? Hôm đó ra, em xuống đã thấy con bé kia đang cầm cái sạc. Mà sạc của họ... Cho họ được đi. Nó phải ra hay là nó đổi sau đó nó lại cục sạc bảo vệ tiếp. Ý là có một cục sạc mà ở đây à?
hôm đó là có không nghĩa là còn nó đây còn cục kia là nó điểm nó cảm giác của nó nó xong nè, đừng bao giờ ai cho khách đụng vô chỗ nó nghe, không biết là ai cầm nữa, giờ đâu phải ai cầm, ý là từ phải có người ngồi đó thì mình nói, nhưng mà thôi vì sao là đừng cái cắm không kêu không có cho nó chắc đi mày. Mày chứ, họ lấy, nhiều người họ lấy điện thoại. Đi hỏi từng đứa giùm chị thử có ai mượn hay ai sạc vô chỗ nó giùm chị cái gì. Có đứa mua rảnh. Hôm qua. Ý là hệ buổi sáng là em thấy cục sạc đúng không? Dạ, sạc. Ngày hôm qua hay là hôm kia? Mấy đứa này vô trách nhiệm, hỏi là cũng bao giờ mà ví dụ cũng đưa cho khách nó mượn là cũng có trách nhiệm ấy lại. Mà thôi cấm là đừng có cấm cái chỗ đồ của chị, đồ của chỗ ngay chỗ cái học nó tì bạc coi ngó đồ nữa. Ừ. Có
còn ai mà kêu hỏi có tắm giùm rồi xí đi lấy giùm đồ là mày đó. Thì ngày chị coi ngày mai lại. Bữa trưa trưa đúng không vậy? Tối nay đi ăn nữa. Hôm nay đi ăn chi đó? Ăn chi? Tối nay hả? À. Chị không đi đâu hết. Chở thằng cô ra cầu rồng cho ăn chơi. Bước qua chở qua biển cho ăn chơi. Đi hai mẹ con. Giờ gì đi về em trễ rồi chở ăn xí.
hết các bạn.